Ok, xin chào Trung. Dạ, chào anh Thơ Quang, chào anh chị em cô chú trên diễn đàn. Cứ trả lời phone rồi. Rồi, Trung mới nói Trung. Dạ, thì thực ra thì cũng 47 năm trôi qua rồi thì năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày 30 tháng 4 á, thì thực ra thì em tìm hiểu thì em cũng nắm được ngày 30 tháng 4 ở bên các nước á, thì nếu như vào ngày nghỉ như năm nay chẳng hạn, thì vào thứ bảy ở bên các nước như Hoa Kỳ các thứ đó thì có thể là cũng người ta cũng chắc chắn là người ta cũng sẽ tổ chức một cái lễ gì đó, cũng mang cờ quạt các thứ thôi, cũng chắc cũng như mọi năm thôi. Thế nhưng mà em cảm nhận được đó là gì? Đó là một, đó là cái số lượng ít đi. Thứ hai nữa là ở bên Mỹ á, thì cái ngày 30 tháng 4 á, thì người ta không không cho là một ngày lễ như ở Việt Nam mình. Thì chắc chắn là mọi người sẽ ở bên đó sẽ không được nghỉ, và không được nghỉ thì có thể người ta sẽ tổ chức sớm hơn hoặc muộn hơn, nên chủ yếu là thôi vào ngày nghỉ thì họ mới làm được. Thứ hai nữa là nhiều nhưng khi nhưng cũng nhưng không, nhưng mà họ 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 được nghỉ ngày 1 tháng 5 chứ ạ, đúng không? dạ mùng 1 tháng 5 thì chắc ngày quốc tế lao động thì cũng không biết, em Ừ, cũng không chắc nắm họ được được người nghỉ ta đúng có được không? nghỉ hay không. Dạ đó, thế nhưng mà em thấy có một cái rất là buồn cười là không biết là người ta có những người đó, người ta có cảm nhận được những cái nỗi đau của người người Mỹ hay không. Bởi vì thực tế ra mà nói thì trong cái cuộc chiến tranh tại Việt Nam chúng ta đó, thì Mỹ cũng trực tiếp can thiệp và đưa quân Đúng sang rồi. tham chiến, thì cũng có rất nhiều những người binh sĩ Mỹ đã tử trận tại Việt Nam. Thế thì người ta cứ tổ chức như vậy thì không biết là người ta có suy nghĩ đến những cái người người Mỹ mà đã có con em đã tử trận ở Việt Nam hay không, Đúng và rồi. có nghĩ đến cái cảm nghĩ của lãnh đạo chính quyền Mỹ hay không. Bởi vì từ thực ra mà nói thì bản thân theo em suy đoán thôi, thì bản thân những nhà lãnh đạo Mỹ thì người ta cũng không muốn nhắc đến cái sự kiện này, bởi vì nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta có thể theo dõi cái clip mà trên kênh Tây Nguyên TV của em hoặc là của truyền hình Việt Nam á, thì có cái kênh Nhân Dân của mình đó có đăng lên, thì trong đó có những cái người ví dụ như là những cái người mà 11 thủy quân quân lục chiến của Mỹ mà bảo vệ đại sứ quán Mỹ mà đi sau cùng á, và khoảng hơn 8 giờ ngày 30 tháng 4 người ta mới lên trực thăng để người ta đi ra hạm đội 7 đó, thì người ta cũng trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Việt Nam, người ta có cái cảm giác lúc đó như thế nào đó, cảm giác người ta suy nghĩ lúc tuyệt vọng khi mà chờ không thấy đến thì cảm giác như bỏ rơi như thế nào, và sau khi trực thăng xuất hiện thì người ta có cảm giác như thế nào, và sau khi người ta rời đi thì người ta có cảm giác như thế nào, và người ta cũng nêu lên cái suy nghĩ của người ta về cái cuộc chiến đó. Và các cái nhân vật khác ví dụ như là ông đại sứ của Mỹ ngày đó ở ở, ở miền Nam Việt Nam thì ông cũng đã trả lời phỏng vấn, và anh ông đưa ra cái quan điểm của mình, thì người Mỹ thì người ta cũng muốn là quên đi. Thế nhưng ngược lại thì năm nào các anh cũng tổ chức như vậy thì theo em nghĩ thì nó cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì qua bao nhiêu năm qua thì mọi người tổ chức cái ở bên kia thế giới người ta làm những cái lễ đó, người ta cứ ghi là quốc hận này kia, thì chúng ta cảm nhận được thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bắn pháo hoa này đúng không ạ, thì mọi người dân ở các nơi chúng ta theo dõi chúng ta sẽ biết thôi, nghỉ lễ 4 ngày trong đó là có ngày 30 tháng 4 thì mọi người cũng đi du lịch, đi thăm thú các cái di tích lịch sử hoặc là các cái khu du lịch rồi gia đình đoàn tụ vân vân, cả ai cũng có cái cảm giác là hân hoan phấn khởi khi mà cái mốc son lịch sử của dân tộc được đánh dấu, đó là 47 năm đã trôi qua và chúng ta đã giành được độc lập và quyền tự quyết ở tay dân tộc chúng ta, thì ai cũng hân hoan cả, ai cũng vui mừng quả, thì chỉ có một bộ phận nhỏ các anh Mất đó camera vừa ra thoát ra vào lại vừa thì các anh ấy mới làm những cái việc nó vô bổ vậy thôi. Theo em nghĩ là vô ra. bổ, bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nhìn đi nhìn lại thì mỗi năm thì một ít, hai nữa là tuổi thì ngày càng già đi. Ví dụ hôm nay chúng ta theo dõi cũng vậy thôi, một vài người ra làm những cái việc mà nó không đâu vào đâu cả, thậm chí có những ông cao tuổi rồi xong bắt đầu đi không nổi chống gậy rồi, thế thì tổ chức những cái ngày đó để làm gì, mà trong khi đó là các anh luôn là thế này thế kia rồi các anh kêu là họ các anh hướng về tổ quốc hướng về đất nước rồi cái gì mà thế này thế nọ vân vân cả, thì các anh cứ hô hào như vậy mà chính các anh là những người tạo ra cái vết hằn càng sâu đúng không ạ, cái mối cái để mà gây khó khăn cho cái việc mà gắn kết cái sợi dây liên kết của dân tộc chúng ta. Chứ còn thực ra ở trong nước thì như cá nhân em là thế hệ trẻ thì bọn em cũng đâu có kỳ thị hay là có những cái suy nghĩ lệch Đúng rồi, lạc mình này đâu phân kia biệt. đối với, dạ đúng không, phân biệt những cái
cái giai đoạn đó đâu. Thế nhưng mà ngược lại thì chính những cái người đó thì người ta lại có những suy nghĩ như vậy, thì chính họ là những người mà hằn sâu, đào sâu thêm cái ký ức, mà cái ký ức đó nó đâu phải là tốt đẹp gì đối với các ông ấy, đúng không ạ? Bản thân các ông ấy nói gì thì nói là quân lực hạng tư thế giới, tiềm lực quốc phòng rồi quân số rồi là viện trợ rồi là Mỹ và đồng kinh minh như thế nào thì chúng ta biết rồi, tế. rất là mạnh. Thế nhưng người ta đã thua, nói thẳng ra là thua. Đấy, thì đã thua thì nếu như đàn ông quân tử với nhau hay là những người mà tôn trọng sự thật thì chúng ta biết được là cái việc đó chúng ta thua, thua thì do nguyên nhân từ đâu. Đó, thì có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân đó là người ta thiếu đi cái lý tưởng, cái mục đích. Thế nên là người ta thua, và đã thua rồi thì chúng ta nên chấp nhận cái việc thua đó. Ngay kể cả ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đã từng nói cái vấn đề này. Thì chúng ta đã xác định là thua, đúng không ạ? Thì cái vấn đề chúng ta chấp nhận cái sự thật đó. Và chúng ta hàn gắn ở đây thì nó hơi quá. Thế nhưng mà đúng ra nói thì đều là người Việt Nam cả. Thì trong một cuộc chiến với sự chỉ đạo của nước ngoài, thì khi chúng ta đã thua, đã bại trận, thì chúng ta nên nhìn nhận cái sự thật và nhìn nhận cái lịch sử. Và chúng ta chấp nhận cái sự thật đó để cùng với người dân trong nước xây dựng đất nước, chứ không phải là các anh gây thù chuốc hận hay cái gì cả. Bản thân giới trẻ ngày hôm nay và người dân cả nước Việt Nam chúng ta cảm nhận được, người ta hân hoan, người ta đi chơi, người ta du lịch, người ta đoàn tụ, người ta đi thăm viếng, người ta các cái nơi mà tổ quốc ghi công những anh hùng thương binh liệt sĩ hoặc là các di tích lịch sử, chứ ai người ta rảnh đâu mà người ta đi lên người ta mắng mỏ hay là người ta xỉa xói gì các anh đâu, đúng không ạ? Người ta không có làm những Đúng cái rồi. việc đó. Thế nhưng bản thân các anh thì ở sống ở xứ văn minh, được tiếp thu những cái gọi là tiên tiến, là hiện đại, là văn minh này kia cả. Thế nhưng mà chính các anh các chị này làm những cái việc đó, thì thử hỏi là cái việc mà các anh các chị bảo là đi tìm cái tự do là đã thấy nó vô lý rồi, đúng không ạ? Và cái nữa là cái đặc biệt nữa đó là gì, nói gì thì nói, cái chính quyền đó nó không còn, và trên quốc tế hiện nay cũng không ai công nhận cả. Đấy, thì các anh lấy cái cơ sở gì để các anh cứ thực hiện những vấn đề này vấn đề kia, để làm cái gì? Và các anh làm những cái việc đó, các anh lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, thì hậu quả là người dân người ta đi tù hay là người ta vi phạm pháp luật. Cái đó có phải là cái mà các anh mong muốn không? Thì cái đó các anh có phải là các anh muốn đấu tranh hay là muốn cái tốt đẹp của người Việt Nam đâu? Bây giờ các anh muốn đấu tranh, ok, ủng hộ. Nhưng mà anh đấu tranh là gì? Là lên án, là phê phán những cái hành động sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam. Chứ không phải là các anh đấu tranh bằng cách là các anh đưa người dân Việt Nam vào tù, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta có thể cảm nhận được. Thế thì qua cái ngày 30 tháng 4 này á, thì từ sáng đến giờ em có theo dõi rất là nhiều. Ví dụ như là cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, rồi các cái sự kiện khác thì cơ bản là trên cả nước chúng ta đều hân hoan vui vẻ phấn khởi chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Chứ không ai người ta đi người ta phê phán các anh là thế này thế kia cả. Chả có ai người ta lên người ta ấy cả, chỉ có mỗi các anh thôi, tự các anh là làm những cái trò đó. Rồi thứ nhất là không tôn trọng cái quốc gia sở tại, bởi vì bản thân kể cả Úc hay là kể cả Mỹ thì cũng đã gửi quân sang tham chiến ở Việt Nam và cũng có người tử trận ở Việt Nam. Thì những gia đình đó người ta nghĩ gì khi mà các anh lại làm những cái việc như vậy, đúng không ạ? Và các anh tổ chức, các anh mang tiếng là thế này thế nọ, nhưng mà bản thân các anh là quyên góp tiền rồi tổ chức ăn uống rồi là tươi cười phấn khởi, chứ các anh có cảm thấy buồn rầu tí nào đâu. Các anh càng làm cho những cái người mà có gia đình đó người ta cảm thấy nó buồn thêm thôi, và càng làm cho các cái chính quyền ở đó người ta cảm thấy có cái gì đó nó khoét sâu vào những Ức cái chế. mà những cái mà người ta đã gọi là đã mất tiền mất của đầu tư cho các anh, giống như kiểu ở một gia đình cũng vậy, đã mất tiền mất của nuôi một đứa con, nhưng mà cuối cùng đứa con nó không đâu vào đâu cả, nó lại trở thành tội phạm, nó trở thành những người không có ích cho xã hội. Thì đó là cái nỗi buồn của người cha người mẹ. Thì người Mỹ và người Úc cũng vậy thôi, người ta cảm thấy buồn với các anh. Thế nên là cũng cần phải suy nghĩ lại chỗ này.